Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm 2024, thu hút đầu tư của Bà Rịa Vũng Tàu là điểm sáng của tỉnh. Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đứng đầu cả nước đạt khoảng 1,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 12 lần so với cùng kỳ. Đây là thành quả của một quá trình nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiến tạo chính quyền phục vụ nhằm tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến với Bà Rịa Vũng Tàu. 4 tháng đầu năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút được hơn 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong và ngoài nước, cao hơn cả năm 2023 và đạt 92,1% kế hoạch năm 2024. Trong đó, nổi bật nhất là thu hút được 17 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đăng ký đạt 1,52 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu cả nước. Tất cả các dự án này đều đến từ các quốc gia, các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam và thế giới, với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít tham dụng lao động, thân thiện với môi trường. Mọi doanh nghiệp nhà đầu tư đến với tỉnh đều có chung nhận định, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, địa phương, ngay từ ngày đầu tìm hiểu cho đến xúc tiến triển khai các dự án. Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có chính sách thu hút đầu tư tốt, nên công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Nghe Dình BOE Bắc Kinh, Trung Quốc cam kết sẽ đưa nhà máy đi vào vận hành trong thời gian sớm nhất như đã hứa. Dự án nhà máy thép kỹ thuật cao Stibider tại công ty Chống Đức là dự án thứ hai của công ty Stibider tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, công suất tạo ra khoảng 60.000 tấn sản phẩm một năm. Dự án chúng tôi khi xây dựng hoàn thành sẽ đạt chứng nhận công trình xanh. Với mục tiêu đưa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á, trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, đồng thời là trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, các dự án có hàm lượng công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, tạo sự lan tỏa cho kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Để thực hiện mục tiêu trên, trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 vừa được ban hành, tỉnh xác định sẽ tăng cường hoạt động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư gắn với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu thu hút đầu tư 2,9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Định kỳ là chúng tôi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp để xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trường hợp mà có vượt thẩm quyền thì chúng tôi tổng hợp lại báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, kiến nghị Trung ương xem xét giải quyết cho kịp thời. Thì bên cạnh đó là cũng thường xuyên xử lý giải quyết các kiến nghị khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư qua cái kênh là ở cái tổ công tác 997 do đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Ban lại khu nghiệp để thực hiện cái việc tiếp tục là rà soát các cái vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa tại chỗ và tiếp tục rà soát các giải thủ tục hành chính theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư